Kính thưa quý vị, xin gửi lời đầu tiên cho Pháp Phương xin được gửi tới quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, thương trường là chiến trường là câu cửa miệng của rất nhiều doanh nhân hiện nay. Làm sao trong thương trường đầy ganh đua và khốc liệt ấy, việc làm ra tiền không khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần? Kinh doanh là phải thành công, tức là phải làm ra tiền. Nhưng làm thế nào để đồng tiền tiếp tục đến và chúng ta vẫn giữ được thái độ lành mạnh về tiền? Với mong muốn giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn về triết lý đạo Phật trong kinh doanh và hoạt động điều hành doanh nghiệp, cũng như chào mừng ngày lễ doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 vừa qua, và đặc biệt nhân kỷ niệm 3 năm ra đời cuốn sách đầu tiên của công ty cổ phần sách Thái Hà, cuốn sách Những điều tôi biết về kinh doanh tôi học từ mẹ tôi, ngày 16 tháng 10 năm 2007, 16 tháng 10 năm 2010. Chính vì vậy, công ty cổ phần sách Thái Hà trân trọng tổ chức buổi tọa đàm Kinh doanh và Đức Phật, phương cách để thịnh đạt bằng thiện nghiệp ngay hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, đến tham dự với buổi tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Nhật Từ, chủ trì Chùa Giác Ngộ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, vị khách mời thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là MC Thanh Tùng. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung chính của buổi tọa đàm ngày hôm nay, cho phép Hương xin được giới thiệu với quý vị đôi nét về vị giả của chúng ta trong buổi tọa đàm này. Đại Đức Thích Nhật Từ, chủ trì Chùa Giác Ngộ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Thầy đã giảng trên 1.700 pháp thoại trong và ngoài nước. Là nhà hoạt động xã hội, Thầy Nhật Từ làm từ thiện, góp phần làm vơi đi nỗi khổ, niềm đau, giúp người thiên tai, hỗ trợ người già, tàn tật, trẻ em mồ côi, làm các hoạt động từ thiện như các chương trình mổ mắt và các hoạt động khác. Quả thật là một tấm lòng bao la rộng lớn, đúng không ạ? Một tràng vỗ tay dành cho diễn giả của chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Đại Đức Thích Nhật Từ cùng với MC Thanh Tùng sẽ gặp gỡ quý vị trong buổi tọa đàm mang chủ đề Kinh doanh và Đức Phật, phương cách để thịnh đạt bằng thiện nghiệp. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi hy vọng rằng là khi quý vị tham dự chương trình hội thảo ngày hôm nay thì sẽ nhận được những cái điều mà quý vị mong muốn, đặc biệt là về vấn đề giữa vấn đề kinh doanh và về Phật giáo. Và Thanh Tùng cũng xin chúc toàn thể quý vị, đặc biệt là những doanh nhân, mạnh khỏe, bình an, vượt qua nhiều sóng gió và đạt được nhiều thành công, đặc biệt là trong vừa qua chúng ta vừa kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2010. Còn sau đây thì xin mời quý vị hãy bắt đầu buổi tọa đàm với Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ về chủ đề là Kinh doanh và Đức Phật, phương cách để thịnh đạt bằng thiện nghiệp. Vâng, thưa thầy Thích Nhật Từ, thầy có thể nhận thấy rằng là trong khán phòng của chúng ta hôm nay là có khá nhiều những khán thính giả, đặc biệt là những doanh nhân đang quan tâm tới vấn đề là kinh doanh và Đức Phật, kinh doanh và Phật Pháp. Và Thanh Tùng cũng hơi băn khoăn là không hiểu là giữa kinh doanh và Phật Pháp thì có cái gì liên hệ với nhau. Vâng, thì xin thầy có thể nói đôi chút, bởi vì thường thì người ta vẫn nghĩ là kinh doanh thì chúng ta... Thường thì Thanh Tùng và có lẽ nhiều người khác vẫn nghĩ là kinh doanh thì cái điều lớn nhất là làm sao đạt được lợi nhuận. Và không chỉ ở Việt Nam mà mọi nơi thì đều nói rằng là thương trường là chiến trường. Còn trong cái đó thì Phật giáo lại nhấn mạnh tới sự từ bi hỷ xả và sự bình an thanh tịnh trong tâm hồn. Thì không hiểu là hai cái điều đó liệu có cái gì liên quan đến nhau không, thưa thầy? Xin chào anh Thanh Tùng và toàn thể quý nhân hữu tri thức. Câu hỏi được đặt ra là mối liên hệ giữa Phật giáo và kinh doanh trong đời sống thường nhật của con người, hẳn nhiên là có mối liên hệ rất lớn. Trước nhất là cả hai cùng nghĩ đến việc làm lợi ích cho xã hội nói chung và con người nói riêng. Dĩ nhiên là phương cách mang lại sự lợi ích đó nó có phần rất là khác nhau. Như anh Thanh Tùng vừa chia sẻ, kinh doanh nhấn mạnh đến lợi nhuận, là việc đầu tư bất cứ một cái gì đó phải mang lại các cái khoản lời, và điều đó cho thấy là một sự đầu tư thành công.
Thỉnh thoảng thì một số doanh nghiệp, các công ty cũng có cái khuynh hướng là nhấn mạnh việc làm giàu bằng những phương pháp chánh nghiệp, mặc dù có thể họ không phải là Phật tử hoặc cũng không hề có một tôn giáo nào, hay là theo những tôn giáo ngoài Phật giáo. Sự làm giàu trên chánh nghiệp đó đó thì dù sao đi nữa cũng ít nhiều nhấn mạnh đến việc khai thác cái lòng tham của con người qua việc thỏa mãn những cái nhu cầu mà họ nghĩ rằng là rất là cần thiết ở trong thực tế. Do vì khai thác vào lòng tham tiêu thụ đó, các nhà kinh doanh thường có khuynh hướng là cũng dễ ít nhiều liên hệ đến cái phong cách sống như thế. Cho nên mục đích đó, thì tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận đó, đó nếu biết sử dụng đó, thì có thể phục vụ cho cộng đồng. Nhưng mặt khác là vì nó nối kết với lòng tham, cho nên ít nhiều đó, dẫn đến tình trạng là cạnh tranh. Mà cạnh tranh đó, thì không khéo thì có thể dẫn đến độc tôn và loại trừ. Trong khi đó thì khuynh hướng của Phật giáo đó, thì có phần khác. Ở chỗ đó, Đạo Phật được hiểu nôm na nhất như là con đường chuyển hóa. Vì nhấn mạnh đến cấp độ chuyển hóa, cho nên mục đích của Đạo Phật là mang lại lợi lạc cho những người có cái mối quan tâm hoặc là chấp nhận cái con đường đó đó như là một phần hỗ trợ cho đời sống tinh thần và vật chất của chính họ. Cho nên cái tiêu chí mà Phật giáo đưa ra đó, trong vấn đề quan tâm đến xã hội với con người đó, làm thế nào để giảm bớt một cách tối đa các bế tắc, trở ngại, nỗi khổ, niềm đau, và đồng lúc ấy đó thì nhấn mạnh việc khai thác những cái phương pháp về chuyển hóa để giúp cho con người có thể vượt qua những trở ngại, chướng duyên và thử thách nói chung, và do vậy hỗ trợ cho họ làm giàu một cách phù hợp với luật pháp cũng như là nó tương thích với đời sống đạo đức. Từ góc độ quan tâm này thì chúng ta thấy dầu cái mục tiêu mang lại cái lợi lạc cho con người là có khác nhau, nhưng mối quan tâm của Phật giáo về vấn đề kinh doanh chân chính đó, có thể trở thành là những dữ liệu mà các doanh nghiệp, dầu là cá nhân hay là tập thể, có thể tham khảo được. Và việc sử dụng các dữ liệu tham khảo này vào trong đời sống thực tế đó có thể dẫn đến tình trạng đó là doanh nghiệp ngày càng được phát triển, uy tín ngày càng được gia tăng, và lại không phải có bất kỳ một nỗi lo ngại gì liên hệ đến những sự nuối tiếc về sau, hay là phải đối diện trước pháp luật bởi những phương pháp triển khai kinh doanh có thể là nó trái lại với những cái quy định về luật pháp ở quốc gia mà họ đang cư trú, hay là những nơi mà cái cơ hội kinh doanh của họ có thể được đặt ra tại đó. Thì đó là cái điểm giống nhau nhưng cũng chính là cái nơi khác nhau giữa hai bên. Dù là có cái khác nhau căn bản như thế nhưng mà Phật giáo thì vẫn làm sao nhấn mạnh đến góc độ giúp cho các nhà kinh doanh giống như là các thành phần khác trong xã hội đó đạt được những phần lệ lạc và những giá trị vật chất. Vâng, thưa thầy, như vậy là khi mà những nhà kinh doanh, những doanh nghiệp mà áp dụng những cái giá trị của Phật giáo vào kinh doanh thì có thể là cái việc mà mình đạt được lợi nhuận, thì làm sao cái lợi nhuận đó chúng ta không chỉ đạt lợi nhuận không mà có thể đạt được những cái giá trị tinh thần khác. Và điều mà hiện nay mọi người nhận thấy dễ nhận thấy nhất là khi các doanh nghiệp kinh doanh có lợi, kinh doanh có lãi và có lời thì người ta sẽ quay lại phục vụ cộng đồng. Thế nhưng mà Thanh Tùng hiểu rằng là hình như cái đó nó chỉ là cái ngọn đấy, đúng không ạ? Bởi vì khi mà một doanh nghiệp, một nhà doanh nhân kinh doanh thì dường như là cái đầu tiên ấy không chỉ để thỏa mãn lợi nhuận và đạt được cái mục đích tối đa, tức là mục đích lợi nhuận của kinh doanh, mà làm sao là có thể đạt được cái sự cả cái sự mà khi mình kinh doanh mình cảm thấy bình an, thanh thản. Bởi vì là như thầy đã nói rằng kinh doanh không chỉ đúng theo pháp luật, không chỉ chấp hành đúng theo pháp luật, mà còn là phải theo cả những cái nền đạo đức, những cái chuẩn mực đạo đức của đời sống và của chính mỗi người nữa. Thì có phải vì thưa thầy phải chăng vì thế mà có một số những cái tập đoàn đa quốc gia khi mà họ kinh doanh ở những nước họ, những cái nước phát triển, khi mà những cái luật lệ về kinh doanh nó đã hoàn thiện qua hàng chục, hàng trăm năm, nhưng mà khi đến Việt Nam thì có thể họ lại mắc những cái lỗi này, lỗi kia. Và Thanh Tùng cũng nghe thấy rất nhiều doanh nhân nói rằng là luật thì bao giờ cũng có kẽ hở. Vâng, và mình có thể lách đúng luật. Vâng, thưa thầy, vậy thì mặc dù là luật pháp cho phép và chúng ta những cái gì luật không cấm thì
chúng ta có thể làm được. Thế nhưng mà vậy thì đâu là cái ranh giới, cái biên độ chấp nhận được giữa cái vấn đề một bên khi chúng ta kinh doanh là luật pháp không cấm, và một cái vấn đề là cái sự cho phép của đạo đức chúng ta, của cái tâm hồn chúng ta không ạ? Đó là một vấn đề quan tâm mà theo chúng tôi có ý nghĩa rất sâu sắc cho bối cảnh của kinh doanh đang có chiều hướng toàn cầu hóa. Luật bao giờ cũng có giá trị tương đối về đạo đức, bởi vì luật nó lệ thuộc vào ý thức hệ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử, và nó liên hệ đến cái mặc định xã hội ở trong một cái tổng thể nhất định mà các quốc gia tùy theo tiêu chí văn hóa, chính trị và nhiều phương diện khác mà đặt ra. Trong khi đó, bản chất của việc lách luật ấy, là dựa vào những cái khe hở của nó mà vốn ở đâu cũng có, để có thể làm giàu hoặc là phát huy các cái giá trị lợi nhuận. Mặc dầu trên hệ thống luật đó, thì vấn đề đó trở thành là bình thường. Trong khi đó, theo Đạo Phật đó, thì ngoài hệ thống luật vốn có giá trị tương đối, nó còn có hệ thống nhân quả không bị cai trị bởi ai, và cũng không hề bị lũng đoạn bởi bất cứ một sự can thiệp nào của một hệ thể chế chính trị gì hay là một tổ chức nào. Nên việc lách luật mà bỏ đi những cái giá trị đạo đức vốn chưa được quan tâm khá nhiều trong hệ thống luật của các quốc gia đó, thì các doanh nghiệp như thế thì vẫn có thể gặp những nguy cơ đối diện đến những cái tổn thất về danh dự cũng như là các quyền lợi chân chính của mình trong hiện tại gần hay là trong một tương lai xa. Do đó đạo đức Phật giáo về vấn đề kinh doanh đó, ngoài những gì luật cho phép, còn đòi hỏi chúng ta có một cái tầm nhìn rộng hơn nữa, để những khoản đầu tư ngoài giá trị lợi nhuận đó, nó còn mang lại những giá trị an lạc cho bản thân mình, và mình không phải cảm thấy mệt mỏi khi thực hiện các công việc lách luật mà ra. Vì góc độ như thế cho nên Phật giáo là quy định là ngoài những gì luật pháp cho phép thì nhà doanh nghiệp cũng cần phải suy nghĩ và tham khảo ít nhất là có 5 loại hình nghề nghiệp. Mặc dầu luật thì cho phép, nhưng là người Phật tử đó muốn tránh khỏi những cái rắc rối và đối diện với những nguy cơ sập đổ do tổn thất về phước báo đó, thì nên suy nghĩ thật là kỹ trước khi dấn thân vào. Thứ nhất đó là nghề sản xuất và buôn bán vũ khí. Cái này nó là một cái khoản hề lớn nhất mà các quốc gia cường quốc trên thế giới đó thì thường đầu tư vào, và nhờ đầu tư vào những khoản lề đó đó mà họ có thể bành trướng cái thế lực, không phải chỉ ở một khu vực mà có thể ở nhiều quốc gia trên thể chế của hệ thống liên minh. Việc làm giàu đó nó dẫn đến sự tổn thất mạng sống, phá hoại nền hòa bình của toàn cầu, và làm tổn thất nhiều loại hình sự sống khác nữa. Cho nên là người Phật tử đó thì nên tránh cái nghề này. Thứ hai đó là nghề buôn bán con người từ dưới các hình thức nô lệ hoặc là và kinh doanh để làm cho con người trở nên bị mất nhân phẩm. Và việc làm đó nó giàu có khoản lợi nhuận cao cái nào đi nữa cũng được xem là những việc làm thất đức, cho nên luật pháp có thể trong trường hợp này là cấm, nhưng giá trị đạo đức là trừng phạt những người đó là càng nhiều hơn là những gì cái luật pháp nữa. Nghề thứ ba là nghề buôn hương bán phấn. Thì trong Đạo Phật là từ xa đã không có đề cập đến vấn đề giới tính của nghề này, mà xem nó chung như là một cái nhu cầu, vừa là thỏa mãn cái tìm kiếm đời sống vật chất, còn vừa thỏa mãn các cái thèm khác về bản năng. Và cái nghề đó có thể làm cho đổ vỡ gia đình ở những cái phương diện hết sức là tế nhị, mặt khác có thể lây truyền những cái chứng bệnh chết người và tạo ra nhiều cái hệ lụy, chẳng hạn như là tệ đoan, tệ nạn xã hội. Cho nên là Phật tử phải nên tránh. Nghề thứ tư đó là sản xuất và buôn bán các độc dược. Thì độc dược thì rõ ràng là nó có một số cái đặc tính mà người sử dụng đúng cách nó có thể có một số giá trị tích cực nhất định nào. Như phần lớn thì việc sử dụng chúng có thể dẫn đến sự tổn thất mạng sống của con người và các cái loài động vật nói chung.
cho nên phải tránh. Và nghề cuối cùng đó, đó là nghề làm sản xuất và bán các loại chất gây sai như là rượu, ma túy, vân vân. Vì cái này nó làm cho con người gần như là mất đi sự sáng suốt ở trong việc kiềm chế và làm chủ được bản thân mình, có thể gây tổn thất cho xã hội ở nhiều phương diện khác. Cho nên nhìn chung đó, thì Đức Phật đã thấy rõ đó, là luật pháp bao giờ nó cũng có những giới hạn. Và cái được gọi là thiện trong hệ luật pháp này đó, có thể được xem là bất thiện trong các hệ luật pháp khác. Là hầu như là không có cái điểm chung nhất về giá trị thiện và ác trong luật pháp nói chung. Do đó vượt lên trên cái tính tương đối của luật pháp đó, đó là đạo đức. Mà đạo đức thì gần như là trong đời sống xã hội, dầu ở châu này, châu khác, ngày xưa hay là ngày nay, thì cái mối quan tâm chung đó của con người bao giờ nó cũng là cao, vì nó nhấn mạnh đến cái góc độ là liên hệ trực tiếp đến hạnh phúc của con người và những cái tác hại tiêu cực của nó nếu có. Cho nên là một doanh nghiệp, nếu là Phật tử thì ngoài những điều mà luật cho phép thì cũng cần nghĩ đến cái đạo đức dưới hình thức là nhân quả, không phải chỉ ở cái thời gian ngắn của kiếp này mà còn phải nghĩ cái mối liên hệ và ảnh hưởng lây lan của nó ở trong một tương lai gần hay là xa. Xa có thể hiểu là ở kiếp sau hoặc là một vài kiếp sau nữa, thì lúc đó đó là nhà doanh nghiệp sẽ có những cái quyết định dẫn đến những sự đầu tư mà vừa hợp pháp mà vừa hợp đức. Như vậy thì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó đó sẽ được bền vững hơn là những cái ngắn hạn, như lại có những cái hậu quả hoặc là phản ứng phụ. Thì việc so sánh đối chiếu giữa hai cái, chúng ta có thể tự rút ra cho mình cái tiêu chí đạo đức như thế nào để ta không bị vướng vào luật, mà giả sử luật cho phép ta không vướng về cái trách nhiệm đạo đức về phương diện nhân quả. Vâng, thưa thầy, thầy có nói rằng là để một doanh nghiệp khi mà kinh doanh, các doanh nhân khi kinh doanh thì có được cái sự bình an trong tâm hồn. Đương nhiên là mình phải lo cái việc cạnh tranh rồi này kia, thế nhưng mà cái sự bình an lớn nhất trong tâm hồn đó là làm sao đấy thì kinh doanh là phải hợp pháp và hợp đức. Vậy thì phải chăng cái mấu chốt của vấn đề ở đây ấy là kinh doanh như thế nào? Bởi vì đương nhiên có những cái chúng ta thấy có những cái thị trường hoặc là có những cái loại hình mà lợi nhuận rất là cao, vâng, và luật pháp hoàn toàn cho phép. Thế nhưng mà động đến vấn đề đạo đức, mà ví dụ hiện nay nhất mà mọi quan tâm, ví dụ như là vấn đề môi trường chẳng hạn, mà chúng ta vừa thấy ở trên báo chí cái thảm họa bùn đỏ từ cái việc luyện alium từ bauxit thành nhôm ở Hungary, và chúng ta có thể thấy điều đó, ví dụ như là Hungary họ có hàng trăm năm cái đó rồi và luật pháp hoàn toàn cho phép. Thế nhưng mà cái điều đó liệu nó có hợp theo cái quy chuẩn đạo đức hoặc là nói chung của cộng đồng cho phép hay không? Thì cái đó là chắc chắn mỗi doanh nhân khi mà mình bắt đầu, phải chăng là khi mỗi doanh nhân bắt đầu vào kinh doanh như thế thì tự mình sẽ phải biết được đâu là cái điểm dừng theo cái quy định của cộng đồng đấy, của cái xã hội đấy cho phép, phải không thưa thầy? Và điều đó thì phải chăng đấy là cái gốc rễ để cho họ mà khi họ kinh doanh thì họ sẽ cảm thấy nó thanh thản hơn, nó an lạc hơn ạ? Hẳn nhiên là như thế. Cái góc độ đạo đức của kinh doanh á, theo quan điểm của Phật giáo, làm thế nào trong việc đầu tư và tìm lợi nhuận của chúng ta nó không gây thương tổn về phương diện luật, về dân sự cũng như là đạo đức đối với con người và xã hội nói chung. Khi mà luật không có một cái cơ chế quản lý chặt thì hầu như là các doanh nghiệp đều có cái khuynh hướng là lách luật, cho đến lúc nào bị cưỡng chế hay là đối diện với các khung hình phạt đó, thì người ta tỏ vẻ ra là hợp tác để không gây thương tổn về môi trường, không gây tác hại về sức khỏe đối với những người đang sống xung quanh cái khu vực đó. Còn nếu như sự quản lý và cái cơ chế áp dụng luật mà không được vững hoặc là không có sự nghiêm khắc đó, thì hầu như là người ta lại không có quan tâm nhiều. Điều đó nó đã từng xảy ra với thế giới phương Tây vài trăm năm về trước, và những nước đang đến cái trần của sự phát triển đó thì hầu như cũng đã xảy ra cách đây vài chục năm. Còn Việt Nam chúng ta thì các phương diện này nó còn mới quá đi, cho nên hầu như là các doanh nghiệp mới bắt đầu điều chỉnh được từ khi báo chí đưa tin phê phán quá răng rộ và luật bắt đầu can thiệp vào, các khung hình phạt được diễn ra, thì sự cam kết hợp tác đó, làm thế nào để giảm thiểu vào việc lợi dụng các cái sơ hở của luật để làm thương tổn môi trường đó, hầu như nó bớt đi.
Cho nên là một doanh nghiệp đó, thì dầu trong lúc mình làm không bị phát hiện bởi luật, không bị trừng phạt bởi các khung hình sự, thì ảnh hưởng tiêu cực của nó về phương diện nhân quả bao giờ nó cũng có. Cho nên thà là chúng ta đắn đo suy nghĩ ngay từ ban đầu, và mỗi khi đầu tư rồi đó, thì dầu có người biết hay không có người biết, có đụng tới luật hay không đụng tới luật, chúng ta cũng cảm thấy được thoải mái trong tâm. Và đây chính là cái yếu tố làm cho mình giảm bớt đi những cái sự căng thẳng, mệt mỏi vốn nó đã có quá nhiều trong thương trường với sự cạnh tranh khốc liệt và loại trừ gần như là không thương tiếc rồi. Cho nên ý thức và cam kết việc bảo hộ đạo đức ở trong kinh doanh đó, ngoài những gì luật pháp cho phép, sẽ làm cho một doanh nghiệp không chỉ thành công về phương diện đầu tư mà là còn thành công về phương diện đắc nhân tâm. Và đây mới là mới chính là cái mối quan tâm lâu dài, nếu chúng ta muốn cho trong thương trường đó, cái thương hiệu của lĩnh vực mình đầu tư đó có một cái chỗ đứng, không phải chỉ là vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, mà có thể là có một cái chiều dài so với cái lịch sử tồn tại. Nói chung nên đạo đức trong kinh doanh bao giờ cũng có một giá trị hỗ trợ rất lớn cho việc đầu tư lợi nhuận trong kinh doanh. Vâng, như vậy chắc hẳn quý vị cũng đã từng nghe rất nhiều và được bàn rất nhiều về đạo đức kinh doanh. Và là một người ngoại đạo và kinh doanh thì thực ra Thanh Tùng nhiều khi cũng rất là mơ hồ về cái khái niệm đó. Thế nhưng mà Thanh Tùng nghĩ rằng là với trao đổi vừa rồi của Đại Đức Thích Nhật Từ thì sẽ phần nào giúp quý vị hiểu rõ hơn vấn đề đạo đức kinh doanh. Đó là làm sao kinh doanh hợp pháp và hợp đức. Và cái điều đó sẽ giúp quý vị vốn đã đối mặt với cái sự khốc liệt trên kinh doanh rồi thì sẽ tìm được cái sự bình an trong tâm hồn và chắc chắn có những quyết định sáng suốt, hợp pháp hợp đức khi mà quý vị kinh doanh. Vâng, và Thanh Tùng cũng nghĩ rằng là cái sự phát triển của các doanh nghiệp, những tập đoàn phương Tây nó có cái lịch sử hàng trăm năm nay rồi. Và chắc chắn mà khi những cái nước phát triển họ đã luật hóa cái việc kinh doanh gần như là hoàn hảo hiện nay, thì và khi Việt Nam mới bắt đầu mở cửa thị trường khoảng 20-30 năm trở lại đây, thì chắc chắn những doanh nhân, tất cả những quý vị ngồi đây, chúng ta kinh doanh theo luật pháp, và tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta sẽ kinh doanh theo cả những cái tâm hồn, những cái mà đạo đức của xã hội và tâm hồn chúng ta cho phép nữa. Thì chắc chắn những doanh nhân ngồi đây, và Thanh Tùng nghĩ rằng là khi mà doanh nhân đang được xã hội coi là thành phần tinh hoa của xã hội, thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ rằng mình sẽ có những cái đóng góp tích cực để giúp phần là cái sự hoàn thiện không chỉ về luật pháp trong kinh doanh, mà sự hoàn thiện của chính bản thân mỗi người. Như thầy Thích Nhật Từ đã nói là cái điều cuối cùng không chỉ là lợi nhuận, mà làm sao là giúp quý vị đạt được cái sự nhân tâm, cái đắc nhân tâm trong kinh doanh, phải không thưa thầy? Ngoài những điều mà anh Tùng vừa chia sẻ đó, thì bên Phật giáo còn đưa ra một số tiêu chí để đánh giá thế nào là cái đạo đức ở trong kinh doanh. Để ngoài cái đạo đức theo tiêu chuẩn của luật pháp và quan niệm dân sự đó, chúng ta không bị vướng vào những cái hệ lụy trên nền tảng nguyên lý của nhân quả. Trước nhất là theo Đức Phật đó, thì cái được gọi là đạo đức đó, nó là hệ thống của những quy định mà tính bảo hộ về hạnh phúc và bình an cho người có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp được đảm bảo mức độ, mà không chỉ tồn tại ở trong hiện đời mà còn ảnh hưởng đến những đời kiếp về sau. Thì đó, cái định nghĩa khá bao quát này cho thấy rằng là có những việc khi chúng ta được phép làm thì thấy nó rõ ràng là nó có những cái giá trị nhất định cho mình và cho người, và nhiều người lại ngộ nhận rằng là cái đó là phù hợp với quy chuẩn đạo đức. Nhưng khi mà phát triển nó một cái giai đoạn dài hơn, có thể là 30 năm sau, 50 năm sau, thì những cái tác hại mới bắt đầu được xuất hiện đó, làm cho mấy chục năm trước hầu như người ta không có nghĩ đến. Thì cái ảnh hưởng tiêu cực về phương diện tương lai của những hành động hoặc là những cái nghề nghiệp mà chúng ta đầu tư của bây giờ đó, thì về tiêu chuẩn nhân quả và đạo đức đó, nó vẫn được xem là còn cái gì đó chưa có thích hợp với quy chuẩn đạo đức ở trong kinh doanh. Định nghĩa đó nó dẫn đến một số các vấn nạn. Có người đặt ra là khi chúng ta là những người phàm, cái tầm nhìn có thể là vài chục năm và cũng không có dự đoán được hết tất cả mọi thứ có thể xảy ra, thì làm thế nào để thấy được cái chuẩn đó là hợp với đạo đức để khi chúng ta dấn thân vào thì không có sự đuối tiếc về sao? Câu hỏi đó phải nói là rất là khó trả lời.
Nhưng những cái gợi ý trong tinh thần kinh điển Phật giáo đó cho chúng ta thấy là khi mà mình làm một việc gì, đầu tư vào một lĩnh vực nào, theo đuổi một lý tưởng, thì những cái giá trị được tán dương về phương diện xã hội, ảnh hưởng tích cực của nó cho cộng đồng và cho bản thân, rồi những cái biểu đạt của nó trong đời sống xã hội đó, hầu như là nó không có bất cứ một cái phản ứng phụ nào, và làm cho người thực hiện nó có cảm giác rất là an lạc, rồi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Thì ít nhất những cái giá trị này nó có thể làm thước đo ở một mức độ tương đối để chúng ta thấy rõ là có thể vài chục năm sau nó cũng không có vấn đề gì hết, và từ đó ta có thể suy luận ở một cái chiều dài rộng hơn là trong kiếp sau, nếu ta tin chết không phải là dấu chấm cuối cùng, nó cũng có cái ảnh hưởng tích cực tương tự. Nếu chúng ta áp dụng vào trong các cái lĩnh vực về vật chất á, thì mình có thể thấy nó rất là rõ về vấn đề này bằng phương pháp loại si thôi. Chẳng hạn bây giờ đây là một ly nước chanh hơi ấm ấm, có muối và chanh, và khi uống vào như thế này thì người uống, tức là chúng tôi cũng như quý vị, bằng cái kinh nghiệm do những người trước để lại hay là kinh nghiệm của bản thân, thấy rõ là nó sẽ có tác động tốt cho cái thanh quản của mình, và khi đưa vào trong cơ thể đó, sau một phút hay là vài phút kế tiếp thì sẽ làm cho giọng của người phát ngôn đó được thanh hơn, tốt hơn, và do đó có thể hạn chế một cách tối đa những cái sự ho và trở ngại như là khan tiếng chẳng hạn. Thì cũng tương tự như thế, thì bằng cái kinh nghiệm, bằng loại si hay là quy nạp, mà chúng ta thấy là việc đầu tư trên quy chuẩn của đạo đức ở trong kinh doanh đó, ngoài những cái lệ lạc mà chúng ta có thể đem phục vụ cho xã hội, thì hầu như là nó không có một cái ảnh hưởng tiêu cực gì về sau này, ngay sau khi hành động đó được kết thúc, hoặc là những cái ảnh hưởng của hành động của nghề nghiệp đó đã được kết thúc rồi. Thì bằng cái phương pháp đó thì chúng ta, dầu chưa phải là những người có cái tầm nhìn dài ba kiếp sau, chúng ta cũng có thể xác định rõ được rằng đây là một cái việc hay là một nghề mà việc theo đuổi nó có thể tạo ra sự an toàn, ở đây đó là sự bình an của tâm và không phải bị hệ lụy gì về phương diện nhân quả đạo đức. Cho nên cách thức đó có thể giúp cho chúng ta một phần nào cái cơ hội tránh được những cái rủi ro và những sự chọn lựa sai lầm, và điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải hết sức là cẩn trọng. Thì có những cái quyết đoán là lúc đó nó có thể đúng giai đoạn đầu, nhưng mà nó sau trong giai đoạn diễn tiến và có thể có những hậu quả tiêu cực về sau này. Vâng, thưa quý vị và thưa thầy, Thanh Tùng có nhớ là đọc trong một cuốn sách Kinh doanh và Đức Phật của công ty cổ phần sách Thái Hà Books xuất bản ở Việt Nam, thì trong đó tác giả có nói rằng là khi mà bạn kinh doanh thì có lẽ câu hỏi đầu tiên ấy bạn đặt ra là bạn sẽ tối đa hóa lợi nhuận, hay là bạn sẽ mong muốn là vừa đạt được lợi nhuận nhưng mà đồng thời bạn cũng tìm được sự bình an trong tâm hồn. Thì cái điều đó thì Thanh Tùng chắc rằng là tất cả những quý vị doanh nhân đang có mặt tại đây đều đã từng trả lời, và có lẽ là đã từng tự vấn lương tâm của mình và cũng tìm được đáp án, hoặc là quý vị cũng đang trên đường vừa làm vừa đi tìm đáp án đấy. Và điều đó thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rõ nhất tới những cái hoạt động kinh doanh của quý vị sau này. Và cái điều đó thì nó cũng trùng với cái việc mà như thầy Thích Nhật Từ đã nói rằng là đã trao đổi rằng là liệu cái việc kinh doanh của quý vị hợp pháp rồi, nhưng mà có hợp đức với cái quy chuẩn của xã hội hiện nay hay không, nhưng mà có hợp đức với những cái quy chuẩn mà nhân loại đang hướng tới, hoặc là chính quý vị cảm thấy trong tâm hồn nó còn có những cái băn khoăn hay không. Cái điều đó mới quan trọng. Chắc là thưa thầy, phải chăng là khi mà có những cái quy chuẩn về luật về đạo đức có thể xã hội cái số đông mọi người chấp nhận, thế nhưng mà bản thân mình lại cảm thấy nhiều khi lại hơi băn khoăn, mình cảm thấy chưa được, thì trong cái trường hợp này, nếu mà trong kinh doanh ấy, nếu mà mình theo số đông, theo cái quy chuẩn xã hội có thể mình lợi nhuận rất là lớn, nhưng mà cá nhân của mình cảm thấy nó cứ hơi chút băn khoăn, thì lúc đó mình sẽ giải quyết làm sao ạ? Mình theo số đông là mình đạt được lợi nhuận, hay là mình lại nghe lắng nghe cái tâm hồn của mình lắng nghe cái bên trong của mình hơn ạ? Lắng nghe nên được thực hiện theo hai cách. Cái chính vẫn là tiếng nói lương tâm của bên trong, nhưng tiếng nói của bên ngoài, tức là những cái tác động của xã hội, ý kiến của dư luận quần chúng đó, cũng có thể là một dữ liệu để chúng ta tham khảo khá tốt. Đạo Phật nhấn mạnh đến cái tiếng nói của bên trong, đó là tiếng nói của lương tri đó, là bởi vì chúng ta hơn ai hết thấy rõ được bản thân mình, trong khi luật có thể chưa phát hiện ra, xã hội chưa có đề cập đến,
rồi những phương tiện truyền thông hầu như là chưa tấn công, chúng ta vẫn biết rõ là mình đang đứng ở cái ngưỡng cửa nào của luật, hay là đang lấp nó như thế nào, đúng hay là sai, hầu như là chúng ta không thể tự lựa chọn chính mình. Cho nên khi mà mình đầu tư vào một việc làm nào có lợi nhuận cao mà lòng cảm thấy lo sợ, bồn chồn, không yên, hoặc là có những cái trạng thái mà có thể tạo ra những cái ác mộng về đêm hay là phập phồng về ban ngày, thì ta biết rõ là cái đó hầu như nó có khuynh hướng là không có tương thích với đạo đức nhân quả. Như vậy thì những việc làm như thế để tránh cái sai lầm thì ta nên cẩn trọng trước khi quyết định. Và sau khi ta lắng nghe cái tiếng nói của xã hội đó, thì lúc đó ta phải đối chiếu với luật, đối chiếu với nhiều cái góp ý, những cái tư vấn, thì việc quyết định cuối cùng đó, nó sẽ tương lai là chuẩn mực hơn. Trong một bài kinh thuộc kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh gọi là soi gương nhân cách. Ngài nêu ra như thế này, giống như mỗi buổi sáng đó, các thanh nam và thanh nữ thường có thói quen là trang điểm mình. Việc trang điểm đó được thực hiện bằng sự giúp đỡ của một cái gương to hoặc nhỏ. Đầu tiên là chúng ta chăm chút đến cái gương mặt của mình, cách chải tóc, rồi màu da, làm thế nào để tăng thêm cái nét đẹp để hỗ trợ cho sự tự tin. Và điều đó nó có thể thiết lập các mối quan hệ trong xã hội tốt, để những cái ấn tượng đẹp, vân vân. Thì khi mà phát hiện ra, chẳng hạn như là nước da mình nó có một cái gì đó xù xì, mụn, nổi nhiều, thì cái người mà biết trang sức sẽ đánh cái phần phấn nó đậm hơn cho đó để làm cho ta bớt đi sự chú ý. Thế Phật nói là hầu như chúng ta có thói quen là chăm sóc cái nét đẹp của gương mặt chúng ta nhiều lắm. Nhưng rất tiếc là chúng ta lại bỏ quên cái thói quen chăm sóc cái nhân cách và đạo đức của chúng ta. Và Ngài đề nghị đó là tất cả mọi người, dầu là ở vai trò xã hội nào, nam hay là nữ, lớn hay nhỏ, mỗi ngày đều có thói quen bỏ ra khoảng chừng 10 phút để ta đối diện với cái gương nhân cách và cái gương đạo đức thôi, và đánh giá mình thật là kỹ trên cái tấm gương đó, để chúng ta có thể thấy rõ được tất cả những cái sở đoản, những điều chưa hoàn thiện, những cái vụng về trong ứng xử, và những cái gì đó mà nó có thể làm cho mình bồn chồn, lo lắng và không an. Thì việc soi gương nhân cách này nó sẽ giúp cho chúng ta hầu như là hạn chế một cách tối đa những lời thị phi của xã hội, vốn có thể tấn công khi họ không có thiện cảm, hoặc do cạnh tranh, hoặc là do ganh tị, hoặc là do thiếu thiện chí, vân vân. Và tôi bảo nói nếu chúng ta sử dụng việc soi gương nhân cách đó như là một thói quen đó, thì hầu như là chúng ta có thêm một người bạn đồng hành ngoài cái tiếng nói của lương tâm ở bên trong, và hai sự này nó có thể hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Ở một bài kinh khác thì Đức Phật lại sử dụng cái khái niệm là xấu hổ xã hội để hỗ trợ cho cái xấu hổ cá nhân. Hổ thẹn cá nhân đó là thường ta lấy cái hệ quy chiếu là lương tâm trên nền tảng của đạo đức, và xấu hổ xã hội thường ta lấy cái quy chiếu là luật pháp qua các cái dư luận, rồi những cái phê phán đánh giá thuận hay là nghịch, vân vân. Và hai cái này đó nên sử dụng một cách bài bản để một việc làm tốt, dầu có những cái dư luận xấu, ta vẫn không vì thế mà bỏ cuộc thứ chừng. Còn đối với những việc làm đó mang lại lợi nhuận nhiều, nhưng mà lương tâm của mình gần như cảm thấy là nó có một cái gì đó bồn chồn, khó chịu, rồi dư luận xã hội lại tấn công quá nhiều, thì ta biết rằng là nó có nhiều vấn đề mà việc theo đuổi nó hay là phát triển mở rộng nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả trong tương lai. Cho nên hai cái niệm đạo đức là xấu hổ cá nhân và hổ thẹn xã hội đó, nên là chính là những cái thước đo ở mức độ tương đối để giúp cho chúng ta phát triển tốt về phương diện là lợi nhuận trong kinh doanh, nhưng mặt khác đó làm cho tâm mình trở nên được bình an ha. Vâng, thưa thầy, thế nhưng mà có lẽ là Thanh Tùng lại có một cái băn khoăn khác, tức là như vậy, vâng, như thầy nói lại, và Đức Phật cũng đã nói rằng, đã dạy rằng hơn 2500 năm trước, là làm sao mà chúng ta phải hàng ngày làm sao cố gắng soi gương nhân cách, ngoài cái việc mà chúng ta vệ sinh thân thể và soi gương mặt mình. Cái điều này thì Thanh Tùng gặp được một cái điểm tương đồng trong một câu hỏi mà nhận được, mà chúng tôi đã nhận được từ quý vị doanh nhân đã tham dự rất nhiều những cái chương trình về Phật pháp ứng dụng của công ty cổ phần sách Thái Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là có doanh nhân đã tập yoga và thiền định đều đặn trong 2 năm, thế nhưng mà công việc kinh doanh này, quan hệ rồi ràng buộc rồi trách nhiệm trong công việc này, lo cạnh tranh này, phát triển thị trường này, rồi chiếm lĩnh thị phần, rồi rất nhiều cái thứ khác nó cứ lôi cuốn đi, và doanh nhân đó không có thời gian cho cái việc thực tập của mình, đó là nói trong cái việc tập yoga và thiền định. Thế thì làm sao mà để cân bằng được cái giữa cuộc sống vật chất và tâm linh,
Và riêng bây giờ cái yoga đấy, yoga thì người ta tập trước hết là để cho cảm giác, là để cho mình nó khỏe khoắn hơn về sức khỏe. Thế còn bây giờ nếu mà vấn đề sức khỏe tập yoga mình cũng chưa đảm bảo được, thế thì thời gian đâu mà chúng ta soi gương để nhân cách mỗi ngày, thưa thầy ạ? Không biết là có làm cách nào được không ạ? Thực tế đó thì không ai bằng đến độ là không có thời gian để làm những việc có ý nghĩa cho bản thân mình. Kinh doanh là một lợi nhuận mà giá trị của nó là phần lớn hướng về đời sống vật chất thôi. Ta dành cho nó gần như là 10 giờ ở mức độ trung bình, có người tới gần như là mười mấy giờ, chỉ còn là 8-9 giờ cho sinh hoạt cá nhân và quan hệ xã hội thôi. Cái giá trị về đời sống vật chất đó, nó là một cái hạn hữu mà người ta còn có thể dành nhiều thời gian cho nó. Còn việc mà chăm sóc cái đời sống đạo đức về giá trị tinh thần đó, tới lại có một cái ý nghĩa không kém gì, thậm chí nó còn hơn nữa. Thì việc đầu tư cho nó không phải là một sự lỗ lạ, dầu nó không có lợi nhuận đi nữa thì cũng tạo thêm những cái giá trị về nhân văn, nhân cách rồi đạo đức cho bản thân. Cho nên các nhà doanh nghiệp mà nếu có thể quản trị thời gian một cách khéo léo đó, thì hầu như là không có ngày nào chúng ta đến độ là không có giờ cho việc chăm sóc bản thân mình. Cũng xin nói thêm một điều đó, là để tránh những cái cực đoan, một bên đó thì quá thiếu vấn đề sống tinh thần đến độ đó có thể là quên đi những cái nền tảng đạo đức liên hệ đến kinh doanh của mình, còn một đằng á thì quá đặt nặng về đời sống thực tập tâm linh, và do vậy gần như là không còn màng hay là thiết tưởng gì đến cái việc đầu tư và phát triển doanh nghiệp của mình nữa. Thì chúng tôi xin lưu ý hai điểm sau đây. Thứ nhất á, một doanh nghiệp không phải là nhà hưởng thụ, lại càng không phải là một nhà giải thoát. Việc xem các giá trị lợi nhuận và vật chất khi quy đổi là cái mục tiêu cứu cánh trong cuộc đời, nhiều doanh nghiệp đã phải bị cuốn lúc ở trong cái lốc xoáy. Mà khi nhận diện ra được rồi đó, thì các thói quen mà mình tập thành trong mấy chục năm thành công ở trong kinh doanh đó, làm cho chúng ta không dễ dàng vẫy tay chào với những cái khuynh hướng mang tính cách là có điều kiện đó. Điều thứ hai đó, để khi mà mình nhận diện ra được cái giá trị của đời sống tâm linh là có ảnh hưởng rất là tích cực cho hạnh phúc của bản thân và gia đình cũng như là xã hội nói chung đó, thì một số nhà doanh nghiệp sau một thời gian vài chục năm đấu tranh tâm thương trường với các cái mệt mỏi căng thẳng đó, bây giờ hầu như bám được cái chiếc phao và muốn rũ bỏ hết tất cả. Theo chúng tôi đó là hai thái cực mà các nhà doanh nghiệp nên tránh. Thái cực đầu đó thì hầu như là chỉ muốn nhắm đến cái mục đích lợi nhuận và xem nó là cái cứu cánh của đời sống. Trên thực tế đó, nó chỉ là một cái phương diện, một phương tiện đó, có thể phương tiện tốt nếu ta sử dụng các giá trị của kinh doanh cho mục đích của cuộc sống. Còn việc thứ hai đó là vì ta là một nhà doanh nghiệp chứ không phải là một tu sĩ, và do đó việc thực tập đó cũng phải nên cân bằng và phải thấy rõ được là cái nhu cầu của việc thực tập đối với chúng ta trong tình huống cụ thể này là bao nhiêu phần trăm. Chứ sự nhiệt tình bắt chước mình như một tu sĩ đôi lúc nó dẫn đến tình trạng nó bị quá đô về tâm linh. Mà cái gì là gọi là quá đô rồi thì cái đó đều có những cái tác dụng phụ hết. Do đó nếu là một tu sĩ mà lại hướng về vấn đề kinh doanh quá nhiều đó, thì cái đó là quá đô về vấn đề nhập thế thì cũng trở thành là có vấn đề. Và cái thiên cực đó cũng cần phải trở lại với cái điểm là trung dung hay là trung đạo theo lời Đức Phật dạy. Cho nên theo chúng tôi, một doanh nghiệp thành công đó thì ngoài những gì mà anh hay là chị ấy đầu tư cho cái doanh nghiệp của mình trên nền tảng của đạo đức và luật pháp, thì họ cũng nên dành một phần nào đó có ý nghĩa tương thích đối với giá trị đời sống hạnh phúc và tinh thần. Bởi vì không có một doanh nghiệp nào giàu thành công lớn cỡ nào đi nữa bỏ qua yếu tố tinh thần mà được xem là một người có hạnh phúc. Trên thực tế đó, giàu sang mà mất đi cái định hướng về giá trị đời sống tinh thần và tâm linh đó, thì cái đó được xem là bất hạnh nhất. Chúng ta thấy rất nhiều đại gia, thậm chí là những nhà tỷ phú đã phải tự tử mà chết khi đối diện với cái vô vị của cuộc sống, trong lúc mà việc thỏa mãn đó nó quá nhiều trong cuộc đời. Và nhìn lại rồi đối chiếu với những người rồi trong đời sống quan hệ gia đình hôn nhân vân vân, thì hầu như là cái đỉnh điểm của hạnh phúc đó nó không tồn tại lâu dài, và điều đó nó làm cho họ gần như là mất đi cái sự thăng bằng. Cho nên điểm tựa về đời sống tâm linh đó, nó có một ý nghĩa rất là lớn. Trước nhất, nó giúp cho doanh nghiệp có thể giải phóng được các căng thẳng do cạnh tranh
không có tương nhượng ở trong thương trường. Điều thứ hai đó, khi mà mình có một số thực tập căn bản, chẳng hạn như là khoảng nửa tiếng cho đến một giờ trong một ngày đó, thì cái việc mà làm cân bằng đời sống đó, nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên là mới hơn và có nhiều cái yếu tố để dẫn đến sự thành công trong việc sáng tạo, phát minh, rồi tối thiểu là một sáng kiến nào đó. Cho nên sự làm mới trong thực tập đó, nó sẽ giúp cho nhà kinh doanh đó, có thể đầu tư sâu hơn, rộng hơn trên chiều hướng là phát triển bền vững chứ không phải là ngắn hạn hay là tạm thời. Quý vị có thể thực tập thử một thời gian, chẳng hạn về thiền của Phật giáo, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái tác động ảnh hưởng rất là tích cực trên cơ thể, trên sức khỏe, và như vậy làm cho chúng ta cảm thấy lạc quan hơn, tự tin hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn trong lĩnh vực mà mình đã theo đuổi. Cũng cần nói thêm rằng là có một cái khác biệt rất là lớn giữa yoga và thiền của Phật giáo, ở chỗ yoga chỉ nhấn mạnh đến sức khỏe của thể chất thôi, tức là cơ thể này dẻo dai, ít bệnh tật, nhưng là không có cái phần nhấn mạnh đến cái sức khỏe của đời sống nội tâm và đạo đức. Mà theo Phật giáo đó mới chính là cái mối quan tâm lớn của con người, nhất là những người thành công về vật chất. Cho nên ta có thể sử dụng yoga như là một môn thể thao, một thể thao tốt nhất trong các thể thao, nhưng nó không thể nào được xem là ngang bằng với các phương pháp thiền định mà Đạo Phật đã hướng dẫn và giới thiệu. Bởi vì khi chúng ta hít thở và đạt được cái chánh niệm trong đời sống hiện thực đó, thì lúc đó chúng ta sẽ gần như là bớt đi cái sự tổn thất về các năng lượng do suy nghĩ quá nhiều, lo lắng, buồn đau, sầu bi, u não, vân vân. Điều thứ hai đó, cái việc mà thực hiện chánh niệm, tức là mình biết rõ được cái dòng cảm xúc, tâm tư, nhận thức và làm chủ nó được một cách trọn vẹn đó, ở ngay đời sống hiện tại này, thì lúc ấy đó chúng ta sẽ trở thành là một cái người gần như là rất là khỏe khoắn, vì việc thực tập thiền đó nó có thể làm cho mình cảm thấy sảng khoái hơn do các neuron thần kinh được làm mới, rồi máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất diễn ra một cách thuận lợi hơn, và do vậy hệ thống tuần hoàn tiêu hóa nó cũng được thuận lợi. Cho nên nó một cách bao quát là việc thực tập thiền đối với doanh nghiệp không đến nỗi là mất quá nhiều. Và nếu chúng ta biết phối hợp yoga với thiền cùng một lúc, thì một ngày thay vì ta bỏ thời gian ra đi tập thể dục thẩm mỹ đối với chị em phụ nữ, hay là thể dục dụng cụ đối với những người nam, thì việc tập yoga phối hợp với thiền nó cũng có một cái giá trị rất là ấn tượng, vừa sức khỏe mà vừa tâm linh, mà lại không đòi hỏi chúng ta phải mất thêm nửa giờ hay là một giờ vốn rất quý báu với các nhà doanh nghiệp có cam kết, có trách nhiệm với công việc của mình. Cho nên quản trị thời gian vẫn được xem là thước đo rất là cần thiết. Còn cho rằng là mình bận đến độ không có thời gian để tập á, theo chúng tôi thực chất chỉ là một sự biện hộ cho cái thói quen của mình mà thôi. Mà thói quen đó, theo Phật giáo đó, lúc đầu đó, nó chỉ là cái gì đó rất là đơn giản. Ta có thể thổi nó bay đi, có thể chụp thủng được nó, có thể nghiền nát nó ra. Nhưng khoảng chừng vài ba tháng, vài ba năm đó, nó trở thành là dây xích, trở thành như là tảng đá, trở thành như là khối băng, trở thành như là cái gì đó mà hầu như khi nỗ lực muốn vượt qua nó, chúng ta trở nên là bất lực. Cho nên là việc tập cho mình những cái thói quen, dành những cái thời gian nhất định nào cho đời sống vật chất, rồi những thời gian cho đời sống kinh doanh, những thời gian cho đời sống gia đình, và những thời gian cho cái hạnh phúc của bản thân, cho nền tảng của tâm linh đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có được một sự thăng bằng rất là lớn. Và do đó dầu có áp lực trong cuộc sống hay là trong thương trường cái nào đi nữa, chúng ta vẫn giữ được cái sự bình an. Và đó là cái lợi nhuận lớn nhất mà theo Đạo Phật quan niệm. Vâng, Thanh Tùng nghĩ rằng với những kiến giải của Thầy Thích Nhật Từ thì sẽ phần nào giúp quý vị hiểu rõ hơn về cái vấn đề cân bằng giữa khi mà quý vị kinh doanh, khi mà quý vị thiền định, tìm một cái phương cách, một con đường để quý vị có thể nhìn cuộc sống và có chính bản thân mình an lành hơn. Có lẽ hiện nay thì ở Việt Nam ta thì phần lớn người dân, phần lớn mọi người nhìn doanh nhân, nhìn tầng lớp doanh nhân với một cái sự thán phục rất là nhiều. Bởi vì hơn ai hết thì có lẽ bây giờ doanh nhân là một tầng lớp được tôn vinh nhiều nhất, tập trung nhiều tinh hoa nhất, và hơn cái, và họ đóng góp rất nhiều vào cái sự phát triển kinh tế đất nước, và cũng như là sự phát triển mọi mặt của đời sống.
Và nếu không có, đơn giản thế này thôi, ví dụ như không có tài trợ của doanh nghiệp thì chắc chắn những hoạt động văn hóa nghệ thuật rồi những hoạt động khác chắc là khó có thể diễn ra được, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà nói doanh nhân nhiều khi lại cảm thấy không có tự tin, không có tự tin trước những cái vấn đề của bản thân mình, đối diện với những cái khó khăn ở cuộc sống thì có vẻ là hơi buồn cười. Thế nhưng mà chắc chắn rằng Thanh Tùng nghĩ rằng là khi mà quý vị đối diện với rất nhiều những vấn đề cuộc sống thì chắc chắn cũng cần tìm cho mình một cái phương cách, một cái nhìn làm sao để giúp mình sáng suốt hơn, tìm được sự bình an trong tâm hồn, và cái điều đó sẽ giúp quý vị quay trở lại phục vụ tốt cho cái công việc kinh doanh của quý vị. Và có lẽ là thiền định của Phật giáo là một trong những cách mà Thanh Tùng nghĩ rằng, cũng như thầy Thích Nhật Từ trao đổi, phải chăng đó là một trong những cách, một trong những cách giúp quý vị tìm được cái sự bình an trong tâm hồn, đạt được cái sự khỏe khoắn không chỉ về thể chất mà về tinh thần, và cái điều đó sẽ quay trở lại tái đầu tư, giống như là tái đầu tư giúp quý vị có thể kinh doanh tốt hơn, rồi sáng suốt hơn trong cái vấn đề nhìn cuộc sống. Và nếu quý vị có nhu cầu thì có thể sau đây có thể gặp thầy Thích Nhật Từ sau cái chương trình này, có thể hỏi thầy, có thể trao đổi với thầy về cái vấn đề thiền định của Phật giáo. Vâng, thưa quý vị, còn tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của một doanh nhân là trong đạo Phật có một khái niệm có thể áp dụng rất tốt cho một cái thực thể mà kinh doanh, mà hiện nay thì có lẽ là bất kỳ một doanh nhân nào kinh doanh đều mong muốn tới, đó là những tập đoàn, những tổng công ty lớn. Thì không rõ là làm thế nào có thể hiểu và áp dụng ở điều này, bởi vì là khi mà chúng ta kinh doanh đấy, thưa thầy, thì chắc chắn là có nhiều người, thì cũng phần lớn những cái doanh nghiệp Việt Nam là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, những cái doanh nghiệp tư nhân đều bắt nguồn từ những kinh doanh nhỏ, kinh doanh nhỏ lẻ. Và khi mà chúng ta phát triển đến một giai đoạn nào đó thì cũng đều mong muốn là chúng ta sẽ trở thành những người ở những công ty lớn làm chủ thị trường. Vâng, vậy thì trong cái giai đoạn phát triển đó, có những công ty, có những con chim sẻ, con chim chích trở thành đại bàng, thế nhưng cũng có những doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều tình trạng khó khăn, thậm chí là phá sản. Vậy thì thưa thầy, cái điều đó thì làm thế nào để cho mỗi doanh nhân có thể nhận biết được là họ, cái điều đó nó là một cái quy luật của cuộc sống mà như Phật giáo đã nói là vô thường. Và khi mà họ đối diện với cái điều mà có lẽ là khủng khiếp nhất với mỗi doanh nhân trong kinh doanh thôi ạ, Thanh Tùng chỉ xin nói trong kinh doanh thôi, đó là sự phá sản ở công ty, hoặc là công ty gặp rất nhiều khó khăn, thì làm thế nào để họ vẫn giữ được cái sự sáng suốt, ít nhất là sự sáng suốt để chèo lái được con thuyền đó mà không đi đến những cái kết cục mà như thầy vừa nói, và cũng như rất nhiều quý vị đã thấy là ở trên thế giới đấy, có lẽ thế giới nhiều hơn, thì nhiều doanh nhân phải có một số doanh nhân ở những cái thị trường mà nó cạnh tranh có rất là sức khốc liệt, hoặc là cái khi mà phá sản thì họ tìm đến cái chết. Thì thưa thầy, làm thế nào để hiểu được cái điều đó, đó là cái quy luật tất yếu của cuộc sống? Trước khi chia sẻ cái phần thứ hai đó, thì chúng tôi xin trích dẫn một câu ở trong tác phẩm Thành Di Thức Luận, tác phẩm mà tập đề thành về học thuyết tâm thức học Phật giáo, nói lên cái tầm quan trọng của việc huấn luyện tâm thức, làm chủ được hạnh phúc và tạo ra cái tiến trình bền vững của nó trong đời sống gia đình và xã hội nói chung. Thì tác giả của tâm thức học là Ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân đưa ra cái hình ảnh đó như là một đám rừng. Sức mạnh của nó đó có thể chống được bão và những sự tấn công. Trong khi đó sức mạnh của từng cây đó thì không thể làm được cái công việc tương tự. Hình ảnh này cho chúng ta thấy là khi mà các thương gia đó nói cái với nhau như là một tập đoàn lớn, thì sức cạnh tranh trong thương trường đó dầu có thể tạo ra những cái khốc liệt loại trừ trong giai đoạn đầu, vẫn có thể giúp cho họ đứng vững được ở mức độ tương đối. Trong khi đó khi mà làm một cách đơn lẻ như là những cây chiết, chúng ta thấy là cái sự quật ngã của những cơn lốc mà các tập đoàn lớn của thế giới đó tấn công đó, thì hầu như là sự tồn tại một cách khỏe mạnh hầu như là không được đảm bảo. Cho nên khi Việt Nam tham gia vào WTO thì các cái khuynh hướng phát triển kinh doanh theo tiểu thương đó, thì hầu như là dần dần phải nhường bước một cách rất là đau khổ cho các loại doanh nghiệp mang tính cách là tập đoàn hay là những nhóm lớn. Chúng ta thấy là có lẽ là đến một lúc nào đó thì hầu như là ở Việt Nam người ta sẽ phải làm quen với cái khuynh hướng mới này để có thể hòa nhập được với cái sự loại trừ của nền kinh tế thị trường rất là căng thẳng. Dầu là lớn hay là nhỏ, rủi ro trong kinh doanh không phải là chuyện không có. Khi mà chúng ta đã đầu tư đúng với luật, rồi thực hiện kinh doanh của mình đúng với đạo đức,
những cái thất bại đó vẫn có thể châu trực và thách đối với chúng ta. Cho nên điều mà Đức Phật dạy chúng ta đó là phải nhận diện được cái nguyên lý vô thường, tức là từ cái điểm xuất phát việc đầu tư cho đến lúc mà chúng ta đạt được sự thành tựu đó, nó có biết bao nhiêu là sự biến thiên. Từ lúc mà chúng ta đạt đến đỉnh cao của sự thành công cho đến việc kéo dài cái sự thành công đó đó ở mức độ bền vững, không phải là chuyện giản đơn. Có người có thể là bị thất bại, ngã quỵ ở 1/3 đoạn đường, có người nửa đoạn đường, có người đó là cuối đoạn đường, có người vẫn giữ được một cách là bình yên, không có chuyện gì hết. Cho nên trong tình huống sự cố diễn ra đó, thì học thuyết Đức Phật có rất nhiều những cái lời là khuyên chúng ta, mà việc áp dụng nó có thể có những cái giá trị giúp cho mình có thể vượt qua được về phương diện trị liệu tâm lý. Thứ nhất đó, là nhận diện vô thường là một quy luật. Người bị những cái tổn thất về kinh tế, thậm chí là tán gia bại sản đi nữa, thì rất rõ rằng đó là chuyện thường tình thôi. Và dù mình muốn không muốn thì nó vẫn diễn ra theo cái quy luật nhân quả trong kinh tế thị trường của nó. Cho nên là ý thức đó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi cái cường điều quá về phương diện cảm xúc và cái quan trọng quá về phương diện quan hệ xã hội, để chúng ta quay trở về lại với cái điểm xuất phát ban đầu. Mình cứ nghĩ giống như là lúc đầu việc đầu tư đó bằng là con số zero đi, sự thất bại đó nó quay lại cái điểm đầu đó. Tại sao 10 năm trước, 20 năm trước, 1 năm trước, 2 tháng trước chúng ta có thể đầu tư một cách rất là thoải mái mà vẫn có thể thành công được? Thì việc mình trở lại thêm một cái quy trình ngắn hạn, dài hạn nó cũng diễn ra theo một cái công thức tương tự thôi. Thì ý thức về sự vô thường đó sẽ làm chúng ta rũ bỏ bớt đi những cái nỗi đau, những cái mặc cảm, những cái bất hạnh, và do vậy ta có thể xử lý cảm xúc một cách khôn ngoan. Phương diện thứ hai đó thì Đức Phật nói là vô thường đó, nó không chỉ đơn thuần là một cái chuỗi dài biến động từ quá khứ đến hiện tại và kéo dài đến tương lai, mà nó còn tác động đến đời sống của con người trong một cái không gian nhất định nào đó. Cho nên bên cạnh việc vô thường thì chúng ta đồng lúc ấy cần phải nhận diện rõ cái việc vô ngã đó, nó liên hệ đến vật chất và đời sống của con người nói chung. Trước nhất về phương diện nhận thức luận thì theo Đức Phật, tất cả mọi thứ mà chúng ta có khuynh hướng nghĩ nó là thường hằng với mình, nó chỉ là một tổ hợp của nhiều yếu tố và thành phần. Nếu ta lấy cái yếu tố và thành phần đó là một nguyên tử, phân tử chẳng hạn, vẽ nhỏ nó ra thì nó lại được kết nối hình thành bởi rất nhiều các yếu tố không phải là nó. Và cứ như thế ta truy nguyên, ta không tìm ra được cái quy nguyên của từng vấn đề. Cái sự tác động như thế đó, nó làm cho mình phải thấy rất rõ là tất cả những giá trị vật chất và ngay cả cái con người này, thân thể này cũng chỉ là một tổ hợp thôi. Mà tổ hợp thì phải hiểu là nó đóng vai trò chức năng, và chức năng đó thì nó tồn tại lệ thuộc vào thời gian và điều kiện đời sống xung quanh. Cái gì mang tính chức năng này, thì cái đó nó không thể là vĩnh hằng với chính chúng ta. Cho nên người khôn ngoan hiểu rõ được cái quy luật thị trường, hiểu rõ được quy luật nhân quả của kinh tế thì có thể là sử dụng cái tính chức năng đó một cách lâu dài hơn, có thể là 50 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm, nhưng và rồi nó cũng phải có những cái thay đổi trong chính nó mà thôi. Thì cái quy luật nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đôi khi đối diện với những bế tắc, khi cần phải nỗ lực để vượt qua những khổ đau đó, thì chúng ta dễ dàng hơn và không bị vướng vào cái mức độ gọi là trầm cảm, tuyệt vọng như những người khác không có những cái thái độ tâm lý và không có những cái chuẩn bị khôn ngoan như vừa nêu. Điều thứ ba đó, thế Đức Phật đó giải quyết vấn đề xử lý khổ đau trên nhận thức của vô thường và vô ngã đó, nó chỉ là giảm đau thôi, chứ nó không phải là cái phương thuốc trị liệu một cách lâu dài. Thì Đức Phật đã đề nghị chúng ta là hãy tham khảo bài kinh về bốn sự thật. Là theo đó đó, thì khi đối diện với khổ đau đó, trước nhất chúng ta phải thừa nhận nó là một bế tắc. Bế tắc đó có thể về sự tổn thất kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến cái sự bình an của bản thân, ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội rất là lớn, và mình không được quyền đào tẩu khỏi bế tắc đó. Thì đây là cái điểm xuất phát của việc nhận thức theo Phật giáo. Rất nhiều người đã hiểu lầm đạo Phật vì cho rằng đạo Phật là khai thác cái khổ đau, cường điệu quá khổ đau, và Đức Phật nói không phải thế. Trừ khi nào chúng ta thấy rõ được cái mặt mũi của sự bế tắc dưới các hình thức của khổ đau là cái gì, thì lúc đó chúng ta mới có thể trị liệu nó được. Và bước thứ hai, ngài tiếp tục đề nghị là phân tích để tìm ra được nguyên nhân gần, xa, chủ quan, khách quan, mình và người, hay là một cái tổng hợp nào đó giữa những cái thứ vừa nêu. Và việc truy tìm ra dây mơ rễ má của vấn đề và bế tắc đó đã giúp cho chúng ta giải quyết được vấn nạn gần như là 50%.
Vấn đề thứ ba, đó là phải có một cái niềm tin về sự phục hồi hạnh phúc hay là những gì mà chúng ta đã bị đánh mất. Niềm tin đó rất là quan trọng. Đỉnh cao nhất của đó là hạnh phúc nước bạn. Là người tại gia thì chúng ta không cần đến cái nước bạn, ta chỉ cần hạnh phúc ở mức độ tương đối đó. Và duy trì nó ở mức độ bền bỉ có thể có. Và điều thứ tư, tôi vừa nói, để đạt được cái sự phục hồi hạnh phúc đó đó, sau những cái gãy đổ và tổn thất về kinh tế đó, ta không phải chỉ có cầu nguyện mà được. Và do đó đạo Phật không khích lệ các hình thức tín ngưỡng và nghĩ rằng nó có thể là cái con đường để giải quyết các vấn nạn của con người đặt ra. Cho nên ngài mới đưa ra một giải pháp gồm có 8 yếu tố, bắt đầu bằng tính từ chân chính. Tức là nói là con đường thì chủ nghĩa cũng có, tôn giáo cũng có, triết học cũng có, xã hội học cũng có, hầu như là mỗi lĩnh vực đó, thì lại có những con đường riêng. Vấn đề ở chỗ là có đi đúng cách hay không. Mà đúng cách đó thì có thể dẫn đến cái kết quả như mong đợi được. Thì Phật dạy chúng ta đầu tiên là phải phân tích cái những cái sai sót, những cái trở ngại để dẫn đến sự tổn thất và thất bại của chúng ta trong thương trường bằng chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến được hiểu nôm na đó, đó là cái tầm nhìn tương thuộc giữa các sự vật và hiện tượng, không nên có tính độc tôn, phải thấy rõ được cái tính cộng tồn mà trong doanh nghiệp đó, nó đóng một vai trò rất quan trọng. Và cái nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là không có loại trừ trên nền tảng của sân hận, mà chỉ lo đầu tư phát triển mình trên nền tảng là góp phần để mang lại những cái sản phẩm phục vụ cho quyền lợi của con người thôi. Thì như vậy thì cái phước của chúng ta nó không bị tổn giảm trong cái niềm sân hận loại trừ lẫn nhau. Thứ hai, chánh tư duy đó thì ngài khuyên là mình cần phải thấy rõ được phương pháp đầu tư, rồi cách thức giải quyết vấn đề, rồi đánh giá cái năng lực hiện tại, nói theo kinh tế học, hoặc là mình dự đoán về thương trường, dự đoán về những cái khả năng cạnh tranh, thậm chí là dự đoán những cái phương pháp để thực hiện và biến những cái đầu tư chúng ta trở thành một hiện thực. Thì tất cả những cái đó nếu ta làm đúng phương pháp được gọi là chánh tư duy. Và thứ ba đó, thì các doanh nghiệp ngoài cái tầm nhìn và tư duy đúng rồi, cần phải thể hiện bằng những cái lời nói trong tương quan với các đối tác, làm sao để chúng ta thuyết phục được họ bằng cái giá trị thật của mình, hơn là bơm phồng cái giá trị ảo trong những cái món hàng của mình để người ta có thể đầu tư vào, rồi sau đó đó mất uy tín và kết quả là hầu như là không có thể đứng vững được trong xã hội. Thì cái hành động của chúng ta, tức là những cái tương quan, những cái quan hệ xã hội cũng phải hết sức là chuẩn mực và chân thành. Thì đó nó sẽ nối kết chúng ta theo một cái hướng là tập đoàn, nó nối kết mình trong một cái tổng thể chung. Và như vậy cái sức mạnh của đoàn kết đó nó sẽ làm cho các doanh nghiệp lớn đó có thể vượt qua được những cái áp nạn, những cái rủi ro, những cái sự cố diễn ra trong đời sống thương trường nói chung. Thì đó là năm cái bước đi mà theo Đức Phật đó đóng một vai trò khá quan trọng. Sau đó đó, ba bước còn lại đó thì Đức Phật khuyên dạy tất cả chúng ta phải dành thời gian, mà khi nãy anh Tùng nói đó là các doanh nghiệp thường có lý do để cho rằng là mình không có thời gian. Thì Đức Phật khuyên là dầu không có thời gian nữa cũng phải nhớ ba điều này là quan trọng. Thứ nhất, đó là nỗ lực bền bỉ với lập trường, lý tưởng, sự nghiệp, không cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không có sợ hãi, không có tự gây áp lực với chính mình, phải giữ cái lập trường đó một cách bền bỉ và có phương pháp. Thì một doanh nghiệp từ điểm xuất phát cho đến cái đích điểm cuối cùng nó chắc chắn là nắm được cái phần thành công trong tay và đảm bảo được sự thành công đó một cách bền vững chứ không phải là nhất thời. Cho nên yếu tố này đó mà không có đó thì dầu cho ta có tầm nhìn, ta có tư duy, ta có khôn khéo trong truyền thông, ta có giỏi ở trong tương quan xã hội, chúng ta vẫn có thể trở thành là một người thật bị thất bại. Và hai tố còn lại đó là chánh niệm và chánh định. Chánh niệm đối với doanh nghiệp đó, tức là mình tập trung cao và thực tập mà hơi thở, biết rõ về thân này như là một chức năng, rồi dòng cảm xúc đó như là sóng thủy triều, người ta không có dạy gì để cho nó cuốn trôi và ta phải làm chủ được đó. Còn tâm á, thì nó có những cái khuynh hướng thiện ác, rồi tiêu cực tích cực, việc làm chủ nó để ta không phải trở thành là kẻ nô lệ sai sự của tâm và mình phải là cái người làm chủ được nó. Rồi thấy rõ được những cái ảnh tượng, những cái tư duy, những cái suy nghĩ của chúng ta về quá khứ hay là kỳ vọng về tương lai đều là những cách làm cho mình đốt và đốt tiêu hao các năng lượng cần thiết. Cho nên hãy tập trung vào đời sống hiện tại để ta có thể tránh được những rủi ro trong lao động.
rủi ro trong việc làm, rủi ro trong đời sống nói chung. Như vậy là chánh niệm ở đây nó giúp cho mình thấy rõ, sáng suốt trong tất cả các lĩnh vực đầu tư. Và cuối cùng là chánh định, nghĩa là đầu tư sâu sắc hơn, có cam kết hơn, bền vững hơn, bất động hơn. Và do vậy đó, những cái tác động bên ngoài, chẳng hạn như là những cái gãy đổ, rồi thất bại, vân vân, không làm chúng ta nản chí, thất lòng, tuyệt vọng. Và do vậy, sự sáng suốt trong tình huống này sẽ giúp cho mình là thành công trong tương lai. Nói tóm lại là 8 cái yếu tố chân chánh mà Đức Phật đề nghị là tất cả mọi giới, đặc biệt là giới doanh nghiệp đó, sử dụng nó như một dữ liệu tham khảo để giải quyết vấn đề trên nền tảng nhân quả, chứ không có cầu viện, quan sinh, tín ngưỡng, rồi lại lục vân vân. Tất cả những đó nó chỉ có cái chức năng tối đa là giải quyết tâm lý, để giúp cho mình có được an tâm chút xíu thôi, chứ nó không giải quyết được vấn đề. Cho nên ngoài việc xử lý cảm xúc trong nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta cần phải tương thích với nhân quả trong vấn đề đầu tư, thì cái khả năng vực dậy sau sự thất bại mới có thể được đảm bảo 100%. Và không đó là làm cho chúng ta từ cái khổ đau đi đến tuyệt vọng. Mà khi đã tuyệt vọng trong khổ đau rồi đó, cái ám ảnh về sự vô vị trong cuộc sống sẽ làm cho những người đó gần như là không vực dậy được nữa. Cho nên ba giải pháp xử lý cảm xúc, rồi quán gì vô ngã để không có cường điệu hóa cái tính sở hữu mà mình bị mất, nó chỉ giúp cho chúng ta giảm đau trong thời gian cần thiết thôi. Rồi giải quyết vấn đề trên nhân quả phân tích đó, thì chúng ta mới rút được kinh nghiệm và hạn chế một cách tối đa những rủi ro tương tự trong tương lai. Thì ai mà làm được những cái phương diện như vừa nêu đó thì có thể đảm bảo được sự thành công như là một cái gì đó rất là chắc chắn. Vâng, thưa quý vị, như vậy là rõ ràng hai cái vấn đề mà đầu tiên chúng ta cảm giác là có vẻ không gặp nhau là vấn đề kinh doanh và Phật giáo. Thì bây giờ qua cái sự trao đổi của thầy Thích Nhật Từ, kiến giải của thầy Thích Nhật Từ, thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là có thể giúp chúng ta tìm một đã tìm được cái nét tương đồng và giúp chúng ta có thể áp dụng những cái giáo lý của Phật giáo vào trong kinh doanh và trong chính cái đời sống cái cá nhân của mỗi quý vị, của gia đình quý vị. Và như vậy thì chẳng hạn như quý vị có thể tìm hiểu, có thể áp dụng tứ diệu đế hoặc là bát chánh đạo như trong cái lời dạy của Đức Phật trong cái kinh chuyển pháp luân, cái bài giảng đầu tiên của Đức Phật với những cái đệ tử đầu tiên ấy, làm cái dữ liệu tham khảo để quý vị đặt trên cái vấn đề nhân quả, để quý vị có thể giải quyết những cái vấn đề trong kinh doanh cũng như là trong vấn đề trong cuộc sống của chính bản thân quý vị. Và cái điều đó thì cũng giống như thầy Thích Nhật Từ nói rằng là chúng ta không thể tìm bằng cầu nguyện, mà rõ ràng ở Việt Nam hiện nay thì Thanh Tùng nhận thấy rằng, và chắc chắn quý vị cũng thấy rất nhiều, là một số doanh nhân khi mà kinh doanh thành công thì đầu tư vào sửa sang rất là nhiều đình chùa miếu mạo, rồi tượng đài này kia, thậm chí là còn đúc cả tim cho tượng thánh hoặc là đúc tim cho ngựa của thánh nữa, rồi rất nhiều cái khác nữa. Và có lẽ là mọi người nghĩ như vậy thì sẽ giúp cho cái việc kinh doanh của mình thành công hơn và giúp cho mình an lạc hơn. Thì đây là cái câu hỏi cuối cùng trước khi mà chúng ta nghỉ giải lao, thì Thanh Tùng muốn hỏi lại thêm một lần nữa, đó là phải chăng nếu mà chúng ta chỉ đầu tư phần ngọn, tức là chúng ta cứ kinh doanh đi, chúng ta hoặc là chúng ta vẫn quan tâm đến kinh doanh hợp pháp, hợp đức, thế nhưng mà sau đó thay vì chúng ta nhìn nhận vấn đề, chúng ta tìm hiểu tứ diệu đế, bát chánh đạo của đạo Phật đặt trên cái nền tảng nhân quả, và chúng ta neo vào chính bản thân chúng ta, là chúng ta giống như là chính bản thân chúng ta, chứ không phải là cầu xin vào một cái điều gì đó xa xôi, bằng cách việc chúng ta là đầu tư cho trùng tu rồi xây dựng đền chùa mới. Mà cái điều đó thì hiện nay chắc quý vị biết ở mình thì khá nhiều. Vậy thì thưa thầy có thể nói lại một lần nữa, kiến giải một lần nữa để cho mọi người có thể biết rõ hơn không ạ? Việc xây dựng hay là góp phần xây dựng những cái công trình tâm linh đó, nó khác hoàn toàn với những cái niềm tin tôn giáo mà chúng tôi vừa nêu ra. Niềm tin tôn giáo đó nó không có gắn liền gì với đời sống tâm linh cả. Tín ngưỡng đó phần lớn là nó đặt trên nền tảng tin mà hình như là không đặt vấn đề, hoặc là ngại việc đặt vấn đề sẽ mở ra một cái cơ hội là gần như mình thách đố lại cái quyền lực của tôn giáo dân dân. Chính vì những điều cấm kỵ đó mà niềm tin có khuynh hướng là mê tín là nhiều. Ở trong đạo Phật cái chữ niềm tin đó được gọi là sadda, sadda được dịch trong tiếng Anh là confidence. Ở đây đó là sự tự tin, nó khác hoàn toàn với tín ngưỡng. Và tín ngưỡng trong nền văn hóa của phương Tây đó phần lớn là nhất thần giáo hay là đa thần giáo đó, là tin vào cái số phận được đặt an bài và thượng đế là chủ thể sắp xếp hết tất cả mọi cái hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, hầu như là cái vận mệnh con người nó nằm trong cái quỹ đạo được sắp xếp của các vị thượng đế hay các thần linh.
Đức Phật thì không có chấp nhận quan điểm đó. Đức Phật cho rằng đó cái tính tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng nó làm những sự biến động trong cuộc đời trên nền tảng của nhân, điều kiện và kết quả. Không ai can thiệp làm cái công việc sắp xếp mọi thứ. Giả sử có ai muốn làm việc đó cũng không thể nào làm được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy quay trở về với cái tính trách nhiệm của bản thân và thấy rất rõ là mọi cái kết quả hay là hệ quả, từ tốt hay là xấu đó, nó đều đặt ở chỗ là cái tầm nhìn của con người, dẫn đến cái sự quyết định dẫn đến cái khuynh hướng ứng dụng và gây những cái ảnh hưởng ra. Cho nên là thay vì chúng ta sợ hãi dẫn đến cái thái độ cầu nguyện gian sinh, Đức Phật khuyên là hãy nhìn sâu vào bản chất của mọi sự vật, rồi nhìn sâu về bản thân chúng ta để thấy rõ được đâu là điều đúng và sai để chúng ta giải quyết các vấn đề. Nhưng mà cái niềm tin đó là một sự tin rất là chuẩn xác về nhân quả. Và ai có niềm tin về nhân quả trong kinh tế, nhân quả trong chính trị, nhân quả trong giáo dục, nhân quả trong mọi lĩnh vực xã hội, thì tự động người đó sẽ có cái niềm tin nhân quả về kiếp sau thôi. Bởi vì người đó sẽ thấy rõ đó là mọi thứ đó nó không có kết thúc ngay khi hành động nó được thực hiện. Một cái tác động lây lan, kéo dài hay là ngắn đó, nó lệ thuộc vào cái cách thức chúng ta thể hiện cái hành động, cái trọng lực mà chúng ta đầu tư vào một cái hành động nhất định nào đó. Cho nên niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách vững hơn vào chính bản thân và tìm ra được những cái mấu chốt cũng như là nguyên nhân thất bại, rồi con đường dẫn đến thành công, loại trừ những cái thất bại, ta còn lại là sự thành công. Và bằng cái phương pháp như thế đó thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả trong cuộc sống. Trở lại vấn đề của việc mà các doanh nghiệp có khuynh hướng là phát tâm làm những công trình to về văn hóa, tôn giáo, rồi tâm linh, vân vân, thì đó là những nghĩa cử rất là cao thượng. Nếu không có sự đóng góp và hỗ trợ phát tâm của họ đó, thì hầu như là các công việc trong xã hội khó được thực hiện lắm. Cho nên anh Tùng thì nói rằng là doanh nghiệp như là tinh hoa của xã hội, và chúng tôi thì có thói quen nói rằng là doanh nghiệp là bao tử của cuộc sống ấy. Thì không có họ đó thì cái bộ não sẽ bị teo, cơ thể đó bị gầy gò ốm và sức sống nó không có được tràn đầy. Cho nên thấy như không quan trọng nhưng lại tác động một cách tương đối, ảnh hưởng tất cả mọi lĩnh vực của xã hội và đời sống nói chung. Do đó là việc đầu tư đóng góp phát tâm như thế rất là có ý nghĩa. Và nhà doanh nghiệp lớn có tấm lòng ban cho hiến tặng nhiều đó thì chẳng những không mất đi theo quan điểm của Phật giáo, mà mỗi một động tác cho ra đó là hầu như là chúng ta đang gây tạo một cái tài khoản công đức vô hình, mặc dù mình không hề có một cái dụng ý là muốn cho tài khoản đó theo một cái hướng là sau này nó giúp cho mình về sức khỏe, về tuổi thọ, về thuận duyên, về thành công, thì tự động theo các giống loại của nhân quả đó, việc ta đầu tư vào lĩnh vực nào nó sẽ trổ quả trong một lĩnh vực đó. Cho nên không cần thiết phải đính kèm theo lời cầu nguyện trong lúc chúng ta làm một việc thiện, thì việc thiện vẫn trổ quả theo cái quy luật tất yếu của nó. Đây là điều mà Đức Phật dạy. Chúng ta có thể là hơi bị sốc khi nghe đến, nhưng mà khi mà mình quán chiếu mình thấy rõ đó, nó là một cái chân lý thôi. Chẳng hạn như mình ăn một tô phở chay hay là phở mặn, nếu trong tô phở đó nó có những cái chất tốt cho bao tử đó, thì bao tử sẽ hấp thu, hại cho gan đó, gan sẽ phải lãnh đủ, hay là nó ảnh hưởng đến tim mạch đó, tim mạch phải bị mệt mỏi. Cho nên không có ai làm công việc sắp xếp những cái tố chất này khi mà được đưa vào trong bao tử, việc đó vẫn diễn ra như thường. Tương tự cũng như thế, các hành động nghĩa cử cao thượng, đóng góp xã hội, đóng góp tôn giáo, đóng góp tâm linh đó, thì cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và hơn nữa, cái việc mà tạo ra một cái không gian tâm linh cũng có một ý nghĩa là giúp cho xã hội bớt đi những không gian nhà tù, những không gian tội lỗi. Cái sự thay thế như thế nó có ý nghĩa rất là lớn. Cho nên việc đóng góp đó không nên được xem như là hành động của sự mê tín. Mê tín là nó phát xuất cái tâm cầu nguyện, mong mỏi và không trên nền tảng của nhân quả. Còn đóng góp về phương diện xã hội cộng đồng, nó làm cho xã hội được tốt hơn, đẹp hơn, bình an hơn, và giá trị của nó cũng là lâu dài hơn. Vâng, nhưng mà thưa thầy thì có một cái băn khoăn nhỏ nữa thôi ạ. Vậy thì liệu chăng là khi mà mình làm cái điều gì đó nó chưa đúng theo hợp pháp và hợp đức lắm, thế nhưng mà sau đó thì mình lại xây dựng những công trình rất là to và tâm linh rất là to, thì cái điều đấy nó có làm giúp mình vơi bớt đi được cái mình băn khoăn không ạ? Cái đó là tùy. Nếu như sau khi làm một nghề hay những hành động hoặc là chuỗi các hành động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xã hội và cộng đồng, sau đó chúng ta rai rứt lương tâm và phát nguyện làm một cái nghĩa cử cao thượng nào đó để mà tẩy rửa những hành động xấu này đó, thì tiến trình chuyển nghiệp sẽ được diễn ra. Cái giống như là mình ăn một chất độc vào trong cơ thể, có thể dẫn đến trúng thực hay là ngộ độc thực phẩm. Bây giờ ta phải uống cái thuốc để giải,
Nếu không có thuốc tây thì ta có thể ăn đậu xanh để giả độc, cái đó là sẽ giúp cho chúng ta phục hồi sức khỏe. Thì những người như thế là đáng tán dương và khích lệ. Còn ai đó nghĩ rằng là một tay trái này mình làm việc xấu, tay phải này mình đi cúng chùa, lạy Phật, cầu Chúa, vân vân để mà giúp cho tay trái khỏi bị trừng phạt bởi luật pháp đó, thì cái đó bị sai lầm. Vì cái đó đang là công việc là hối lộ Phật và mua chuộc Chúa, làm lúng đoạn hệ thống xã hội, làm đảo lộn hệ thống nhân quả. Cái đó là còn tội lỗi nhiều hơn. Cho nên tốt nhất là không có tay nào là việc ác, thì ta không cần phải lo lắng quá nhiều về những cái sự trừng phạt của việc ác này. Cái cần gì mà một tay này làm ác, một tay kia làm thiện, thì chừng lắm kết quả là được sự bù trừ rất là nhỏ chứ không có to. Cho nên thà ta làm ít việc thiện nhưng không có một việc ác nào đã được thực hiện thì tâm mình vẫn được bình an hơn. Khi mà không còn việc ác để được thực hiện đó, thì thế vào đó chúng ta sẽ năng động làm những việc làm. Lúc ấy đó thì cái tâm mưu cầu trên nền tảng của vị kỷ nhỏ nhoi vân vân đó sẽ không còn nữa. Thưa thầy, cái thiện mới được là tốt. À, Thanh Tường có một băn khoăn nhỏ đấy thôi. Như vậy là ngay cái việc mình làm việc thiện ấy, thì mình cũng phải giống như là mình tập luyện thường xuyên đúng không thưa thầy? Làm việc thiện đó nó cũng giống như là ăn cơm, uống nước, hít thở không khí, trang điểm và mặc áo quần vậy. Nó phải được xem như là một cái tố chất để nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta, và nó giúp cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn, đẹp hơn, trẻ trung hơn. Và làm thiện mà mang tính điều kiện để tôi cầu cho cái này, mong cho cái kia đó, thì tính điều kiện đó sẽ làm cho chúng ta trở nên ích kỷ hơn. Và do vậy giá trị nhân quả của nó cũng tèo hẹp hơn. Vì ngoài cái mức độ đầu tư về khối lượng và số lượng á, thì các việc làm thiện và ác nó còn tỷ lệ thuận với cái động cơ và sự thực hiện của chúng ta. Vâng, thưa thầy và thưa quý vị, như vậy là qua phần 1 của buổi trao đổi hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng đã tìm được cái sự tương đồng giữa kinh doanh và Phật giáo, và chúng ta hy vọng là chúng ta có thể nhìn Phật giáo không phải như một tôn giáo mà như một cái nhân sinh quan, một thế giới quan, một con đường giúp chúng ta có thể áp dụng được những cái điều giáo lý của Phật giáo vào trong kinh doanh và giúp chúng ta kinh doanh thành công hơn, cũng như là giúp quý vị tìm được sự an lạc trong tâm hồn. Và có lẽ là dù gì đi nữa, khi mà quý vị kinh doanh hợp pháp hợp đức và nghe nhiều chiều, thì có lẽ cái cuối cùng quý vị vẫn quay về với cái neo giữ và tâm hồn của mình, với chính cá nhân của mình. Bởi vì là cũng như thầy đã trao đổi và cũng như Đức Phật đã dạy là Phật tại tâm, và cũng như Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam đã từng nói rằng là của báu ở trong nhà, tức là của báu ở cái tâm Phật thì trong mỗi chúng ta, và cái lòng tốt ở trong mỗi chúng ta, cái thiện tâm trong mỗi chúng ta. Và chúng ta có bận rộn hoặc làm thế nào để hàng ngày nó bị che khuất đi, thì quý vị hãy trở về với cái tâm của mình. Và cái làm việc thiện cũng như thầy nói là giống như là cơm ăn áo mặc hàng ngày, thì giúp quý vị sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, an lạc hơn, quý vị kinh doanh thành công suôn sẻ hơn và tìm được sự an lạc trong tâm hồn. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ